chúng tôi mấy người ngồi xuống chuyện vui. Ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền. Ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm, chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và anh muốn kể đi em, hãy vui lên, hãy cố vui cười lên. Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư mãi, để anh luôn thấy kể đi mãi giữ trên môi những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mất tuổi xanh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, xin quý vị thứ lỗi nếu như tôi hát chưa được hay cho lắm. Thực ra khi mà đến Đà Lạt, đứng trước một cái khung cảnh nên thơ hữu tình như thế này, thì ai cũng mong muốn dành về cho mình một cái chút kỷ niệm. Đó là những bức ảnh, những shot hình nghệ thuật, và tôi cũng vậy. Nhưng tất nhiên, tôi chưa có ý định dấn thân vào showbiz đâu. Ngày hôm nay, Cán Chris cùng với ekip của VTV Cup trong series Football Country sẽ muốn gửi tới quý vị những câu chuyện, những nhân vật rất là thú vị, độc đáo và đặc biệt là nhân văn. Mời quý vị hãy cùng tôi khám phá vùng đất Đà Lạt này. Phường nghỉ không thấy gì. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước khi mà gửi tới cho các bạn những câu chuyện rất là thú vị của chương trình Football Country ngày hôm nay, thì đầu tiên tôi muốn đi trải nghiệm ẩm thực ở thành phố Đà Lạt trước đã. Ở đây thì tôi có nghe về một loại bánh rất là đặc biệt, đó là bánh căn. Thì ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng tôi trải nghiệm và khám phá, thưởng thức món ăn này xem có ngon không nhá. Chào anh. Cô ơi, cái món bánh căn này có phải là một cái món rất là nổi tiếng ở Đà Lạt mình không ạ? Đúng rồi. À vâng. Dạ. Thế cuối cùng thì nó là cái gì ạ? Cháu nhìn thấy ở đây là hình như là có trứng đúng không ạ? Đúng rồi. Với thịt. Bột, trước nhất là bột gạo. À, trứng, bột gạo và thịt băm. Bột gạo, trứng vịt, rồi trứng cút với lại thịt bò. À, thịt bò, bò chứ không phải thịt lợn. Vâng. Thịt bò. Cháu nhìn thấy ở đây là có mấy loại trứng liền. Trứng vịt này, rồi trứng gà và trứng cút. Đúng rồi. Loại nào là ngon nhất hả cô? Cũng tùy thôi. Tùy khẩu vị mỗi người. Đúng rồi. Tí nữa cháu phải xin cô là ăn 3 loại thử được không ạ? Được, đây này, cái này 3 loại với nhau này. Cái bánh căn này là từ khi nào là mình có? Và không có đúng anh. Là chỉ có ở Đà Lạt có không cô? Không anh, cái này là của ở dưới Ninh Thuận. À. Của người Chăm á. À, của người Chăm. Chứ không phải của Đà Lạt đâu. Vâng. Rồi. Cái đã du nhập lên trên Đà Lạt mình. Đúng rồi. Thì rất là lâu rồi. Đúng rồi. Cái này của người Chăm á, cái lò này cũng của họ, là họ đúc á. À, cái lò này đúng cũng rồi của họ. Chứ không phải của mình, cũng không phải của Đà Lạt. À. Sau này mình mới biến tấu thêm này thêm kia chứ đúng ra là nó không có. Xin mời các bạn cùng ăn nhá. À, quên xin giới thiệu các bạn, đây là anh Khoa, là thổ địa ở trên này và là nhân vật chính của tôi trong câu chuyện Football Country tại Đà Lạt. Sẽ tạm giấu câu chuyện của anh Khoa tí đã nha. Nào và xin mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bánh căn nhá. Em mời anh ạ. Dạ. Ok. Dạ đây. Rất là ngon. Rất là ngon ở cái bánh này. Đã đành. Có hương vị của bò băm, hương vị của trứng, hương vị của một cái vị bột gì đó. Nhưng cái nước chấm này mới là đặc biệt.
và nhất là cái thời tiết mà đang sảnh xe lạnh lạnh đang đói đấy chứ, hẳn rất là ngon. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đặt chân tới Đà Lạt thì tôi nhận được một lời mời tham gia một trận bóng đá phủi vào buổi tối. Và làm sao có thể từ chối được, đúng không? Tôi đang có mặt tại sân Thạnh Phát Đạt, một sân bóng 7 tại thành phố Đà Lạt. Và như các bạn đã thấy, sân ở đây thì to hơn sân Hà Nội. Nó được ghép bởi 3 cái sân 5 và gồm thì rất là to, luật thì ném biên, rất khác so với những gì mà tôi chơi ở ngoài Hà Nội. Bây giờ thì tôi sẽ thử trải nghiệm một cái trận bóng với chất lượng chuyên môn phải nói là tương đối. Ok, mời các bạn cùng xem nhé. Từ Hà Nội vào Đà Lạt từ sáng sớm, rồi cả ngày đi quay MV ca nhạc, nên đến tối cơ thể tôi khá uể oải. Cộng thêm thời tiết mưa phùn, sân trơn bóng ướt, khiến tôi cảm thấy không sẵn sàng cho việc chơi bóng cho lắm. Xong ra lại thấy anh em phủi Đà Lạt chơi sân rộng, gôn to, đâm càng ngại. Kích thước và kiểu chơi này ngoài Hà Nội có khi đá đến 9 cầu, trong này đá 6 cầu một chụp. Tưởng như rộng đất để diễn, nhưng không, đối thủ ập vào rất nhanh khiến bạn khó có khoảng trống đi bóng. Xét về trình độ, hai đội bóng khá cân bằng, nhưng khán giả đứng xem vẫn kỳ vọng rằng FC Cột 2 ngày hôm nay với sự góp mặt của cán Chris có thể sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Ôi các bạn ơi, series Football Country cán Chris hình như chưa thắng bao giờ. Quả đúng là như vậy, Cột 2 có hay hơn thì cũng chỉ ghi một bàn và để thủng lưới tới 3 trong những diễn biến vô cùng bất ngờ. Những bàn thua đến khá chóng vánh, trong khi đồng đội của tôi bỏ lỡ những quả bóng khó tin như thế này. Vâng, tôi sẽ cố giữ thể diện cho cậu này ở đất Đà Lạt, nên quyết định sẽ chỉ làm chậm 4 lần. Sau khoảng thời gian làm quen với điều kiện từ khí hậu, thổ nhưỡng rồi văn hóa chơi bóng, cán Chris đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Và đây là thành quả.
Tỷ số lúc này là 3-2 và chúng tôi còn duy nhất pha đá phạt này trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Vâng, quá khó tin phải không? Các bạn cứ nghĩ là tôi kiến tạo rùa, nhưng thật ra là tôi đã tính toán rất kỹ về độ xoáy gia tốc của bóng, cộng thêm với phần may mắn trời độ cho FC Cột 2, tạo nên bàn thắng vô cùng ảo diệu, khép lại một kỷ niệm vui của tôi cùng những anh em bóng đá phủi Đà Lạt mới quen. Giờ hãy cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình thú vị tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động được giới trẻ yêu thích nhất khi mà tới Đà Lạt đó chắc chắn là săn mây. Và ngày hôm nay thì tôi cũng thử đua đòi để thử săn được những cái bức ảnh sống ảo thật là đẹp xem sao. Ngày hôm nay thì ekip của VTVK đã phải thức dậy từ 4 giờ kém, sau đấy là chuẩn bị hành lý rồi xuất phát lúc 4 rưỡi, di chuyển một hành trình khoảng hơn 1 tiếng. Thực ra là cũng không quá xa đến mức thế, nhưng mà đường sương mù không thấy gì luôn và phải đi rất là chậm. Bây giờ thì tôi đã có mặt tại cái địa điểm săn mây, đó là cầu gỗ săn mây. Nhưng mà bây giờ vẫn đang mây mờ lắm, không biết như nào. Nhiều người nói vui rằng là để mà săn được những cái bức ảnh đẹp với những cái đám mây khổng lồ thì nó còn phụ thuộc vào nhân phẩm nữa các bạn. Tức là nếu mà bạn là một người là một người tốt, đức độ thì bạn sẽ được ông trời phù hộ cho có được những bức ảnh thật là đẹp. Còn tôi không biết là tôi sống như nào mà sao lại mây mờ thế này. Đã thấy gì đâu mà chụp em? Thấy em ạ. Ôi hay quá, thế là em đã được lên sóng rồi đấy. Vâng, sau khi đá quả bóng Cột 2 ngày hôm qua thì tôi nghĩ Đà Lạt chiều cán Chris rồi. Thế mà mây chả thấy, toàn sương khói mờ nhân ảnh anh em ạ. Trước khi đến đây tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ thế này. Ấy thế nhưng nó lại thế này cơ. Em sẽ xác định là chờ ở đây đến mấy giờ? Dạ chắc cũng phải tầm 8-9 giờ anh. Ồ thế à? Dạ. Mới có mây á? Không em không biết, chừng nào khi nếu mình không có thì nó lặn xuống hết thì tụi em đi về thôi. Ôi tội nghiệp quá. Thôi hy vọng ông trời thương dạ, cho con được đám mây để con sống ảo con còn về. Ha. Hay tụi anh chụp với bọn em kiểu ảnh nhá. Dạ. Được không? Dạ. Làm kiểu ảnh kỷ niệm ha. Dạ. Okay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này tôi đang có mặt ở bên trong sân vận động của thành phố Đà Lạt với sức chứa khoảng 2 vạn chỗ ngồi. Và công trình này dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay 2022. Đây được cho là một điều kiện sẽ thúc đẩy bóng đá Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung phát triển hơn nữa. Trong quá khứ thì đã có thời bóng đá Lâm Đồng, sân vận động tại Đà Lạt này là một chảo lửa thách thức bất kỳ một đội bóng mạnh nào của cả nước. Hãy cùng tôi thử tưởng tượng một cái viễn cảnh xem. Một ngày nào đó, khi sân vận động nằm ở cao nguyên được hoàn thành xong, đội tuyển Việt Nam tới đây thi đấu và các khán đài được lấp kín bởi các khán giả.
thật là tuyệt vời phải không? Bóng đá kết hợp với du lịch sẽ tạo ra một cái sức hút vô cùng khủng khiếp với thành phố Đà Lạt cho du khách không chỉ trong mà còn ngoài nước tới đây thưởng ngoạn không khí bóng đá và thưởng thức những điều kiện lý tưởng của thiên nhiên. Hãy cùng tôi hy vọng và chờ đợi cái viễn cảnh đó xảy ra. Mùa giải Futsal Handebang vô địch quốc gia 2022 đã chính thức khởi tranh trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng. Nhắc đến Đà Lạt thì có lẽ bóng đá là thứ ít người nghĩ đến. Thực ra nếu bạn tìm kiếm thông tin sẽ thấy gần đây giải vô địch quốc gia Futsal được tổ chức tại nhà thi đấu trong nhà ở thành phố Đà Lạt. Nhưng nhiều người theo dõi bộ môn này lâu năm liệt giải đấu vào dạng bí hiểm nhất thế giới vì gần như không thấy đưa tin tức cập nhật kết quả mấy. Đội tuyển sân 11 gần nhất đến Đà Lạt tập huấn có lẽ là tuyển nữ Việt Nam cách đây chừng chục năm. Và tất nhiên, chủ yếu bài tập xoay quanh việc leo núi rèn thể lực chứ không thấy đề cập đến việc tập kỹ chiến thuật. Xa hơn nữa, đội tuyển quốc gia Nam đã từng đến Đà Lạt tập huấn, đó là trước Tiger Cup 1998. Huấn luyện viên Alfred Riddle cùng với các học trò tiếng tăm lẫy lừng như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Hiếu, Bảo Khanh chọn cao nguyên Lâm Viên để đóng quân. Tại đây các cầu thủ đi đá bóng mà như đi nghỉ dưỡng vậy. Điều kiện khí hậu và thiên nhiên của Đà Lạt là quá lý tưởng. Cũng phải xin cảm ơn bình luận viên Quang Huy rất nhiều vì đã giữ được tư liệu đầy quý giá này. Huấn luyện viên Alfred Riddle đã mất được hơn 2 năm, còn các cầu thủ năm xưa giờ hầu như đã lên làm huấn luyện viên cả. Khoảng thời gian cuối thập niên 90 cũng là những năm tháng huy hoàng của bóng đá Lâm Đồng sau khi thăng hạng A1. Thời điểm ấy, đội bóng được mệnh danh là cơn lốc cao nguyên, bất khả chiến bại trên sân nhà. Không có bất kỳ đội bóng nào đến với thánh địa Đà Lạt có thể mang chiến thắng trở về, kể cả những đội bóng mạnh nhất của Việt Nam như câu lạc bộ Quân đội, Cảng Sài Gòn hay Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm. Hơn một thập kỷ qua, đội bóng Lâm Đồng hụp lặn ở giải hạng nhì. Sự đầu tư thiếu căn cơ khiến đào tạo trẻ không phát triển. Cùng với sự xuống cấp của cơ sở vật chất, bóng đá trên cao nguyên cứ dần dần đi xuống và gần như mất tích khỏi tâm trí người hâm mộ. Gần đây, cộng đồng yêu bóng đá, đặc biệt là yêu bóng đá phủi, nghe nhiều về cái tên Hồng Lạc FC, đại diện của Đà Lạt tham dự những giải đấu phủi lớn của toàn quốc. Tuy thành tích còn khiêm tốn, nhưng tôi thực sự khâm phục tinh thần và ý chí không bao giờ bỏ cuộc của đội bóng cao nguyên Lâm Viên. Hãy xem một trận đấu tại giải đấu cúp VSC diễn ra ở Nha Trang hồi đầu năm nay. Rất bình tĩnh là Mai Sơn, Quang Huy dứt điểm. Không thể có bàn thắng thứ ba dành cho số 22. Đông Su Ba chốt. Khoảng trống dưới đêm, hai đều. Và người đàn ông mặc áo bíp xanh vừa chạy vào sân ăn mừng đầy phấn khích kia chính là huấn luyện viên kiêm đội trưởng đội bóng, anh Nguyễn Chí Ngọc Khoa, người đã đưa tôi đến với vùng đất Đà Lạt và kể những câu chuyện này. Anh sinh năm 1976, ké mẹ tôi có 7 tuổi thôi, là cựu cầu thủ của Lâm Đồng, một người đàn ông giản dị, mộc mạc, đam mê và đầy nhiệt huyết. Ở ngưỡng tuổi gần 50, anh có lẽ cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất còn tham gia các giải phủi đỉnh cao và là người đang giữ ngọn lửa truyền thống của đội bóng Hồng Lạc này. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, đây sẽ là một trong những cái phần chính trong câu chuyện của Phú Quang Country ngày hôm nay. Cán Chris sẽ khoác áo một đội bóng phủi rất là danh tiếng ở Đà Lạt. Đó là FC Hồng Lạc. Và các bạn có tin được không? Đây là một đội bóng tuổi đời lâu đời bậc nhất tại thành phố Đà Lạt này. Và nếu xét về quy mô toàn quốc thì đúng là tôi chưa biết một đội bóng nào có tuổi đời hơn đội bóng Hồng Lạc này. Các bạn có biết đội bóng được thành lập từ năm nào không? 1992. Hãy tưởng tượng đi, tôi sinh năm 1991 và khi tôi được 1 tuổi thì đội bóng này đã chào đời và đã qua rất nhiều lớp thế hệ cầu thủ. Ở Hà Nội thì tôi chơi một đội bóng được cho là giàu truyền thống bậc nhất ở thủ đô, Trà Đi Ma. Và đội bóng của tôi thì thành lập từ năm 99, tức là kém đội bóng Hồng Lạc này 7 năm. Vậy thì tại sao đội bóng này lại có được cái tuổi đời lâu như vậy? Họ gắn bó với nhau bởi điều gì? Và thứ gì là đã gắn kết họ lâu như vậy? Ngày hôm nay tôi sẽ cùng trải nghiệm một trận đấu với FC Hồng Lạc, với một đội bóng rất là sừng sỏ, và kể câu chuyện của đội bóng này cho quý vị cùng biết nhá.
nguyên cái khu mà nó có một cái dòng nước nó chảy ra hồ Xuân Hương á, thì nguyên cái khu đó là một cái khu rất là phù sa rồi sình lầy mà nó rất là tốt, như trồng xà lách son rất là tốt. Thì nguyên cái vị trí địa lý một cái con suối dài như thế thì người ta đặt là Hồng Lạc, có cái cả cái đình Hồng Lạc thờ tổ Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, cho nên là cũng hết sức là ý nghĩa. Cho nên sau này các em các cháu có tiếp nối thì vẫn giữ nguyên cái tên rất là hay. Đó, thì nó đây nè, trống đồng Long Sơn, tức là nguồn cội của dân tộc mình. Đó, nó rất là tự hào ở cái đó, chứ không có lấy một cái tên riêng nào cả. Thì cái đội Hồng Đạt này từ xưa tới giờ là cũng truyền thống cũng được trên 30 năm. Nhưng mà những cái tiền bối đã trước á thì là lớn tuổi, còn mình cũng hậu bối thôi, nhưng mà thời gian chơi cũng được 15 năm rồi. Và cũng được các giải như giải tỉnh, giải toàn quốc. Rồi cũng đi tham gia giải toàn quốc, rồi cũng đã giải tỉnh, rồi giải thành phố. Đều có các huy chương vàng, huy chương đồng, bạc đều có hết. Thì anh em Hồng Đạt đây là nói chung là chơi rất là hòa đồng với nhau. Nên là mọi con người đều có thể chơi với nhau được, là thể hiện với nhau tình cảm, gắn kết với nhau. Thì cái logo Hồng Lạc đây nè là dành cho trống đồng, biểu tượng của Việt Nam, con hồng châu tiên đó, con lòng trong trống châu tiên đó. Cho nên là ai mà vô cái đội có bộ Hồng Lạc này chơi rất là bền, thì anh em họ suy nghĩ giống nhau đó. Đó, với lại đá bóng là một cái niềm đam mê, cho nên là ai cũng muốn được ra sân để đá. Tại vì Hồng Lạc không có phải là chọn cầu thủ nào phải hay mới nhận, không có. Các cầu thủ Hồng Lạc thực ra là đá bóng rất là bình thường ở Đà Lạt, Lâm Đồng, nhưng mà đều là gắn kết với nhau rất là lâu, cho nên là có lẽ là hiểu ý nhau hơn. Chứ thật ra thì các đội ở Đà Lạt thì thậm chí là chê cầu thủ Hồng Lạc là sụp bóng vậy đó. Thì đó, nó có một cái duyên với nhau thôi, chứ không có phải là mình thấy ai thực hay mình gọi về, nó không phải là như vậy. Rồi anh em cùng chơi với nhau, giúp đỡ nhau. Giữa thời đại kim tiền, bóng đá phủi bây giờ các đội bóng muốn duy trì phát triển đòi hỏi tiềm lực kinh tế mạnh từ các ông bầu. Trong vòng hơn một thập kỷ sống tại Hà Nội, tôi đã chứng kiến rất nhiều đội bóng mạnh nổi lên, rồi khi đạt được thành công, khi lửa nhiệt huyết của người đứng đầu không còn nữa, đội tan rã, các cầu thủ lại tìm bến đỗ mới. Bản sắc chưa kịp hun đúc thành giá trị truyền thống đã tiêu tan. Thế nên câu chuyện đội bóng 30 năm tuổi đời như Hồng Lạc thực sự đáng trân quý biết bao. Trận giao hữu với chất lượng chuyên môn cao khép lại với kết quả hòa 3 đều, tôi đã có được những trải nghiệm thật lý thú với bóng đá phủi Đà Lạt. Và càng hạnh phúc hơn khi được mọi người yêu mến như thế này. Đó luôn là động lực lớn nhất để tôi cố gắng trên hành trình truyền cảm hứng bóng đá của mình. Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình, câu chuyện cuối cùng trong chương trình mới thực sự là thứ khiến tôi xúc động. Vẫn ở cái sân bóng cỏ nhân tạo tại Trung tâm Thể thao Lâm Đồng ngày hôm qua, tôi theo chân anh Khoa tham gia một lớp học bóng đá dành cho các em thanh thiếu niên. Một lớp học vô cùng đặc biệt. Ở đó, bóng đá là thứ ngôn ngữ duy nhất kết nối giữa thầy và trò.
Đây là 14 em nam sinh của trường khiếm thính Lâm Đồng được anh Khoa dạy dỗ bóng đá miễn phí suốt 2 năm qua. Anh Khoa chia sẻ về cái lý do mà lớp học bóng đá này nó đã hình thành như thế nào? Nhờ một cái bộ phim của Mỹ, Helen Keller, nói về cảm hứng của một người cũng khiếm thính. Khiếm thính mà lại truyền cảm hứng cho cả thế giới. Sau khi xem bộ phim đó thì mình thấy rằng là rõ ràng là người khiếm thính hay là những người mà thiếu các giác quan khác thì đều có cái cảm xúc hay là những cái khát khao giống như người bình thường. Cơ bản thì cái đó chỉ là cái bên ngoài. Cho nên là mình nói tại sao một người đã bị khiếm thính mà còn truyền cảm hứng cho người khiếm thính được. Mà mình bây giờ mình đã hiểu được rồi. Thì tại sao mình không chia sẻ với các bạn. Nên là mới đi qua trường là bắt đầu là gặp các thầy hiệu trưởng, hiệu phó là xin là cho em dạy thử các em. Thì đương nhiên là đâu biết mình là ai đâu, thì cũng thuyết phục khá lâu. Đôi mắt các em rất là tinh. Ví dụ mình thì phạm gì hầu như các em làm tốt hơn người bình thường. Lúc đầu thì cũng có mấy cô hoặc mấy thầy mấy cô đi theo, nhưng mà nói chung cái mình cũng bỡ ngỡ mà, cho nên có những cái thì mình cũng không biết là các em có thể tiếp thu được cái gì và cái gì các em sẽ khó tiếp thu. Nhưng mà dần dần giờ thì cứ gần gũi thì nó thoải mái hơn. Thầy Phan Linh Khánh, hiệu phó trường khiếm thính Lâm Đồng, say sưa kể cho tôi nghe về những điều thú vị mà thầy trải nghiệm cùng các em học sinh điếc. Hơn 100 em câm điếc là bấy nhiêu những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tình yêu thương của thầy cô đã giúp các em nỗ lực vượt qua và tận hưởng cuộc sống giống như những người bình thường. Thầy Khánh cũng cho biết, nhờ có lớp học bóng đá của anh Khoa mà các em đã trở nên vui vẻ, hào hứng hơn, bớt quậy phá, ngoan ngoãn hơn. Đây thực sự là hoạt động bổ ích, đầy ý nghĩa với những đứa trẻ kém may mắn này. Em hãy giới thiệu về mình đi, tên, tuổi, em đến từ đâu? Xin chào mọi người. Mình xin giới thiệu về bản thân, mình tên là Sơn. Đây là tên ký hiệu của mình. Mình sống ở Quảng Nam. Hồi nhỏ mình nói không được cho nên là lớn lên mình cảm thấy rất là thích đá bóng. Mình suy nghĩ đó là một hoạt động tốt để giúp cho mình phát triển và giúp cho mình khỏe mạnh. Em có thích một cầu thủ nào trên thế giới không? Thần tượng của em ấy. Em xem đá bóng trên TV rất là thường xuyên, thì em biết rất nhiều. Bạn rất là hâm mộ anh Quang Hải ạ. Quang Hải, đây là một fan của Quang Hải. Ronaldo. Dạ, bạn biết ạ. Tức là anh với em là cùng thích số 7. Đấy. Đó, đúng không? Rồi, ok, cảm ơn. Anh có nghĩ rằng là các em điếc ở đây có khả năng chơi bóng thực thụ giống như những em bình thường? Có vài em, nếu mà được tập luyện nhiều hơn thì có khả năng.
thậm chí thí dụ như là khả năng kiểu như ví dụ như futsal chuyên nghiệp chẳng hạn vẫn có khả năng đó. Bữa nay em nó lại không thấy đi, cậu nhỏ chút thôi, chắc cỡ 10 tuổi thôi. Hoặc là cái cậu nãy mà em hướng dẫn mấy trò mà cậu đứng nhất cũng vậy, cái trò đó nhiều cái trò tư duy mà cậu lại thắng, khéo lắm, nói chung là có mấy cậu khéo lắm, là dũng cảm lắm. Đầu tiên thì mình muốn có ích đối với cuộc sống. Sau thì mình thấy các em vui đó. Đơn giản thế thôi. Sau gần 2 tiếng chơi đùa cùng các em và chứng kiến các em chạy theo trái bóng không biết mệt, tôi thực sự cảm nhận niềm đam mê mãnh liệt của những đứa trẻ này. Mất đi thính giác và khả năng diễn tả bằng lời nói, nhưng ánh mắt của các em có lẽ đã nói thay tất cả. Sự chân thành, mộc mạc, sự tập trung cao độ, tinh thần tương hỗ và khao khát trái bóng, tất cả thể hiện trên sân bóng và tôi tin nó cũng thể hiện trong mọi việc mà các em làm. Các em xứng đáng với sự nhìn nhận, quan tâm chu đáo để có được một cuộc sống tốt hơn. Còn với anh Khoa, một người đàn ông tử tế, luôn né tránh nói về những đóng góp của mình cho cộng đồng, tôi tin là anh cũng chẳng mong cầu điều gì nhiều, bởi với bản thân anh, sự cho đi đã là điều hạnh phúc lớn nhất. Toàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, xung ngoài xa chen khúc quân hành ca. Đường vinh quang xây xa quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường tiến.